phải có Phật tử nói rằng là hỏi rằng A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi trong những ngày pháp hội Trung Phong, nếu như con không vào tụng kinh mà ở ngoài làm công quả, như vậy có công đức bằng tụng kinh không ạ? À? Con xin hỏi thêm một câu nữa là con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một quyển trong 2 năm, nhưng khi con tụng kinh tâm con không chú trong kinh mà dù không muốn cứ hiện lên những vọng tưởng liên tục, vậy con phải làm thế nào để được nhất tâm ạ? À? Con kính mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. À, con cảm ơn thầy. À, Phật tử này hỏi có 2 ý. Ý thứ nhất nói rằng trong pháp hội Trung Phong tam thể niệm Phật tử này chắc là phải phân công ở ngoài, ví dụ hoặc là ban viết sớ, hoặc là ban trật tự, hoặc là ở dưới bếp vân vân chẳng hạn, không được vào trong pháp hội phải làm công quả. Như vậy công đức có công đức không, công đức có bằng tụng kinh như bằng người tụng kinh ở trong không? Khổ quá, tâm lại còn nghĩ rằng công đức có bằng hay không, thế này thì còn có sự phân biệt so kè như thế này thì chắc chắn là không bằng rồi. Chứ tôi nói là không bằng vì sao, còn có sự phân biệt, còn khởi cái tâm là nghĩ là mình ở ngoài này không biết là có được bằng người tụng kinh ở trong hay không. Mình muốn vào ở trong pháp hội để tụng kinh nhưng mà thầy không cho vào, hoặc là các sư ông sư bác không cho vào, bắt mình ở ngoài để làm ban trật tự, hoặc là ban ghi sớ, hoặc là ban dâng lễ vân vân chẳng hạn, cho nên là không được vào. Cho nên không biết rằng mình có được công đức bằng ở trong hay không. Có khi người ở trong được bao nhiêu công đức họ xơi sạch, mình ở ngoài này thì còn tí. Giống như là gì, nghĩ cái công đức tụng kinh pháp hội này giống như người ăn cỗ chẳng bằng ấy. À, có khi nghĩ là người ở trong có khi cỗ to, nó chén sạch ở ngoài mình, nó cho mình mấy mẩu xương hay là còn gì một bát mấy bát nước canh, mấy đồ ăn thừa nó mang cho bê cho mình, còn trong cỗ to thì nó chơi sạch. Không có như vậy đâu. Người nhất tâm làm công quả với người nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong pháp hội, công đức như nhau, không có khác. Có người ở ngoài hộ pháp thì người ở trong mới yên tâm để tu tập. Có người ở trong nhất tâm tu tập, đem hồi hướng cho những người hộ pháp ở bên ngoài và những gì, những chân linh, vong linh, hương linh, anh linh, bách gia chăm họ đó, thì nó gì mới được viên mãn. Cho nên người ở trong và người ở ngoài, hai người nhất tâm tận tụy như nhau. Người ở trong thì nhất tâm, người ở ngoài thì tận tụy. Cả hai đều gì? Đều có công đức như nhau, không có khác. Phật Bồ Tát sẽ chia đều cho chúng ta, không có khác. Giống như gì? Thầy cũng có gì? Có thể chia đều cho chúng ta như suất cơm, không có khác. Đúng không? Các vị nghĩ xem. Thầy có gì? Ví dụ như 5.000 người thì 5.000 suất cơm hộp. 5.000 suất cơm hộp đóng như nhau, không có khác. Đâu có cái chuyện thầy đóng cái gì? Đóng 4.000 hộp của những người tu ở trong gì? Ăn ngon hơn. Còn 1.000 hộp cho những người gì chấp tác làm công quả bên ngoài gì ăn dở hơn đâu. Có không? Không có. Thầy còn bình đẳng như vậy, huống chi là Phật. Cho nên các Phật tử chúng ta thì cứ hoan hỷ đi. Cứ hoan hỷ. Chúng ta nhất tâm ở làm ở vòng vòng ngoài, hay nhất tâm thì thọ trì đọc tụng ở vòng trong, đều với cái tâm nguyện là gì? Phục vụ chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng ta nghĩ và gì? Và hành động được như thế, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Người tu ở trong cũng là gì? Cũng là phục vụ chúng sinh. Người làm công quả ngoài cũng là gì? Phục vụ chúng sinh. Và chúng ta đều nghĩ rằng tất cả việc làm đó là gì? Là thiết thực cúng dường chư Phật. Cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần đều gia hộ cho bách gia trăm họ cửu huyền thất tổ của đại chúng đều được gì? Đều được lợi lạc ân chiêm công đức từ nơi công đức thọ trì đọc tụng kinh điển, tụng kinh sám hối, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, vân vân, trong những ngày pháp hội đó đều được quân chiêm công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sớm được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Làm được như thế thì công đức như nhau, không có khác. Và Phật tử này hỏi ý thứ hai, nói rằng mỗi ngày phát nguyện thì tụng hết một quyển kinh Địa Tạng trong 2 năm, nhưng mà khi tụng kinh thì tâm không an trú
ở trong kinh mà gì, cứ khởi lên vọng tưởng liên tục và hỏi làm thế nào để cho được nhất tâm. Thì Phật tử này á, qua câu hỏi thứ nhất, qua ý thứ nhất tôi đã biết gì, đã có câu trả lời thứ hai cho Phật tử vì sao tụng kinh Địa Tạng mà không được nhất tâm rồi, vì cái tâm phân biệt gì còn quá lớn. Học Phật chúng ta phải gì, ngài Tịnh Tịnh Không Pháp Sư Lão Hòa Thượng dạy rằng gì? Học Phật đã phải bỏ được cái tâm phân biệt nhân ngã bỉ thử đi thì mới có thể tòng chân nhập đạo. Đó, cho nên đó, Phật tử này muốn cho được nhất tâm thì cái điều trước tiên phải bỏ được cái tâm gì, cái tâm so sánh thiệt hơn, cái tâm nghi ngờ vọng tưởng thì mới có thể tụng kinh được nhất tâm được. Bỏ bằng cách nào? Tất cả đều dùng hai từ buông xuống để mà bỏ. Vọng tâm khởi lên liền dùng hai từ gì, buông xuống. Hãy nhớ, bất cứ vọng tâm nào khởi lên, Phật tử đều dùng hai từ gì, buông xuống. Và không chỉ dùng hai từ này bằng gì, đầu môi chóp lưỡi, mà phải dùng hai từ này gì, bằng cả cái tâm chân thành của mình, và đều buông xuống. Ví dụ nó khởi lên bằng cái gì, đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là đang Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và nghĩ là gì, sáng nay không biết gì, đứa con dâu nó gì, nó cho ăn cái canh gì nhỉ, không biết nó cho ăn cái gì, ăn bún hay ăn phở hay ăn cơm sáng nhỉ. Và nếu chúng ta không gì, không tỉnh giác, không dùng hai từ buông xuống á, thì nó cứ nó miên man, nó đuổi theo, sáng nay con dâu nó cho ăn gì, và chúng ta lại nghĩ là gì, ăn bún thì hôm nay nó cho ăn gì, bún chấm với tương, hay là ăn ăn bún cua, hay là ăn bún rêu, vân vân gì, đủ các thứ. Nó từ cái chỗ bún đó nó gì, nó bún ăn với cái gì, bún nó có gì, có rau ghém gì không, vân vân, ăn bún sợi hay là ăn bún gì, hay là ăn bún nó thành gì, thành phên, thành tấm, vân vân và vân vân. Đó, nó cứ miên man nó đi theo, cho nên dùng hai từ buông xuống. Và buông xuống là ở buông xuống bằng cái gì, buông xuống cái tâm, và không nghĩ tới bữa ăn nữa, mà nghĩ tới gì, nghĩ tới Phật nói về cảnh giới địa ngục khổ đau như thế, để mà gì, mà lo để mà tránh cho bản thân và độ cho, rồi tiếp đến là độ cho chúng sinh đã đọa vào đó rồi, thì chúng ta tìm cách để phổ độ giáo hóa chúng sinh sớm được thoát ly trong địa ngục khổ đó. Cho nên á, buông xuống để chú tâm vào kinh thì vọng tưởng sẽ dần dần tự tiêu. Lấy một cái ví dụ như vậy, tất cả những cái sự vọng tưởng khác các Phật tử chúng ta đều có thể nương vào đó, để nương vào cái ví dụ đó để dùng hai từ buông xuống. Ví dụ thêm một cái nữa, đang tụng kinh đến một cái đoạn kinh nào đó, ví dụ như là Phật đang nói về tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là một cô con gái Bà La Môn chẳng hạn. Nhưng đến khi đó chúng ta gì, lại đang tụng đến đoạn đó, chúng ta lại nghĩ gì, cái bà mẹ chồng của mình là gì, sao mà nó ác thế, ác quá, ác hơn cả gì, hơn cả cái bà mẹ của tiền thân Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này, rồi vân vân. Bắt đầu từ đó thì từ một cái niệm khởi lên, cái bà mẹ chồng của tôi tại sao nó ác thế, và bắt đầu từ đó chúng ta nghĩ gì, ngày tháng cách đây gì, 2 ngày bà ấy chửi mình như thế này, cách đây 1 năm trước bà gì, bà ấy mắng nhiếc mình như thế kia. Và khi mình bắt đầu về nhà bà ấy, tức là về lấy chồng về nhà bà ấy, bà ấy quay mình chả ra gì cả, và cứ thế là miên man nó suy nghĩ như vậy. Rồi rốt cuộc chúng ta gì, tâm của chúng ta chạy nhảy hết trang kinh này đến gì, đến trang kinh khác. Cho nên á, nay học Phật biết như thế rồi, liền khởi cái tâm vừa khởi lên bà mẹ chồng mình sao gì ác thế, giống cái bà gì, bà mẹ của Bà La Môn nữ này thế đấy. Nghĩ đến nó, nghĩ cái đó, niệm tâm nó khởi ra một cái, liền dùng hai từ buông xuống và hãy gì, hãy chú tâm vào kinh. Đấy là những phương pháp trị vọng tâm, gọi là gì,
hay gọi là lấy thuốc hay để trị gì, để trị bệnh đấy vậy. Đó, đấy là món thuốc thần dược để trị bệnh. Ngày xưa chúng tôi học được cái pháp này ở gì, ở trong bộ sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Tha Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông của Trung Quốc. Ngài chính là hóa thân của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Đại Phật Thích Ca, còn Ngài Thiên Tha Chí Giả Đại Sư gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Đó, cho nên chúng tôi học được cái phương pháp đó ở trong gì, trong phương pháp tu tập Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài. Và tất nhiên muốn làm được điều đó, chúng tôi cũng phải thực hành khá nhiều năm thì mới có thể tạm tạm tương ưng được một chút với lời dạy của Ngài ở trong phương pháp tu tập Chỉ Quán Tọa Thiền. Cho nên á, có người nói với tôi rằng á, phục thầy đấy, bao nhiêu công việc như thế cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi, tại sao thầy gì, thầy lại suy nghĩ và sắp xếp công việc một cách là gì hoàn hảo như vậy? Vì sao? Vì chúng tôi biết buông xuống. Cái gì cần buông xuống, chúng tôi gì liền buông xuống ngay. Cái gì cần nắm giữ để làm thì chúng tôi nắm giữ lại, nhưng đến một giai đoạn nhất định nào đó chúng tôi cũng dùng phải để đều phải buông xuống ngay. Sáng nay có một bác đệ tử nói với tôi rằng á, nó nhắc lại mà nó nói với tôi rằng á, cho đến bây giờ thì con mới thấy rằng không biết một ngày, không biết là thầy phải xử lý các công việc như thế nào với cái khối lượng công việc lớn như vậy, nhiều như vậy, xây dựng chùa chiền cũng như là công việc giáo hội cũng như công việc nuôi dạy đệ tử vân vân và vân vân, bao nhiêu công việc nó đến một lúc, không biết là thầy xử lý bằng cách nào vậy mà thầy vẫn xử lý một cách êm đẹp. Vì đâu? Vì kinh nghiệm của chúng tôi gì ở hai cái từ buông xuống vậy. Cái gì đáng buông thì chúng tôi gì liền phải buông. Buông một ngày không được thì gì? Phải buông được trong ngày thứ hai. Ngày thứ hai không buông được, phải cố buông để buông trong ngày, trong ngày thứ ba. Trong 3 ngày thì cũng phải buông được nó. Không kéo dài quá. Kéo dài quá thì chúng ta sẽ bị đau khổ và nó thành bệnh. Cho nên cái chuyện gì mà lớn lắm, buồn lắm thì gì? Cũng để cho gì, không được để cho quá 3 ngày. Đúng là trong giới luật của Đức Phật nói không được để quá đêm, nhưng mà chúng ta là phàm phu tục tử, chỉ qua một đêm mà buông được những cái chuyện gì, cái chuyện lớn, cái chuyện gì buồn phiền lớn đó, thì quả thật là khó. Nhưng tôi thì thường là cho tôi thì tự đặt ra cái vấn đề. Phật ngày xưa thuyết pháp cho các vị đại đệ tử là gì? Phật nói thì cái gì mà buồn dầu khổ đau vân vân đó thì không được để qua đêm, tức là gì, không được để sang ngày thứ hai, trong một ngày phải giải quyết hết. Nhưng mà chúng ta biết là ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngày thuyết pháp đều là các bậc là đạo cao đức trọng, các vị đại đệ tử đã từng theo ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi, nghe ngài nói liền liền tin ngay và gì liền có thể buông được ngay. Nhưng chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, sinh vào thời Đức Phật đã gì, đã nhập diệt từ từ hơn 2.500 năm trước, cho nên đó, chúng ta là những kẻ giống như ngài Tỳnh Am Đại Sư than là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Có nghĩa là gì, khi Đức Phật còn ở tại thế gì thì con, chúng con còn đang bị gì trầm luân ở trong những đường ác đạo, không biết là ở nẻo nào, địa ngục ngạ quỷ hay súc sinh. Đó là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Kim tức là nay, đắc nhân thân tức được thân người. Nay con được thân người á, thì Đức Phật đã gì, đã nhập niết bàn từ lâu rồi. Cho nên nó mới than là gì, ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não tức là buồn thay, thương thay, thảm thay. Do gì? Do bản thân con là gì, chúng con là gì, đa nghiệp chướng, tức là quá nhiều nghiệp chướng.
Cho nên câu cuối cùng mới nói là bất kiến Như Lai tịnh sắc thân, tức là không thể thấy được cái gì, cái sắc thân thanh tịnh 32 tương tốt và 80 tùy hình hảo của Đức Phật khi ngài còn tại thế để mà cung kính đỉnh lễ cúng giảng quy y trực tiếp nghe pháp từ kim khẩu của ngài. Cho nên Tịnh Am đại sư là một trong 13 vị tổ của Tịnh độ tông Trung Hoa. Còn than như vậy, chúng ta là cái gì mà còn gì, mà còn vui sướng, mà còn vui cười, quên đi cái gì, quên đi cái nghĩa vụ tu hành cầu giải thoát của một Phật tử của chúng, của một tăng ni, một Phật tử của chúng ta. Cho nên chúng tôi mới nói rằng là chúng tôi á thì không dám đặt ra một cái sự buông xuống phiền, một cái sự phiền não, một cái sự đau khổ nào đó buông xuống trong một ngày một đêm, mà tôi đặt ra cố gắng là gì? Một đêm chưa hết thì hai đêm chưa hết thì ba đêm, cũng phải gì, bằng mọi cách cũng phải tìm để đặt nó xuống, đừng có để cho nó theo mình hoài, theo mình mãi, rồi theo lâu thì thành bệnh, mà thành bệnh ấy thì là cái nhân để vào ba đường ác, rất là sợ, đáng sợ, rất là đáng sợ các quý vị. À, cho nên ở đây thì Phật tử hỏi rằng tụng kinh Địa Tạng mà tâm cứ hay tán loạn thì phải dùng phương pháp gì để cho không bị tán loạn nữa, thì tôi có một cái kinh nghiệm, đó là ngày xưa tu tập dùng lời của Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dạy là dùng hai từ buông xuống để giải quyết tất cả những sự vọng tưởng đó. Vọng tưởng khởi lên bất cứ là niệm vọng tưởng gì, ví dụ vọng tưởng là muốn nhìn thấy Phật, muốn nghe thấy Phật chẳng hạn, đó cũng là vọng tưởng. Cho nên á, lúc tụng kinh mà chỉ mong nhìn thấy Phật hoặc mong nghe thấy Phật gì thuyết pháp, muốn nhìn thấy Phật gì giơ tay vàng phóng quang minh, giơ tay vàng để xoa đầu thọ ký chúng ta, do mong tưởng như vậy, hoặc là gì? Tưởng tượng nhìn pho tượng này, tưởng tượng là gì, ồ bao giờ cho pho tượng này biến thành Phật, và cái pho tượng này gì? Là ông Phật gì, lại giơ tay xoa đầu thọ ký chúng ta gì, cứ vọng tưởng như vậy và không nghĩ là mình đang đọc kinh, mình đang tụng kinh Phật. Cho nên đó cũng là một điều vọng tưởng theo gì, theo thuận duyên, vọng tưởng theo thuận duyên. Còn cái gì, cái vọng tưởng theo nghịch duyên đó, thì nó đem đến sự phiền não trực tiếp chúng ta. Còn vọng tưởng gì do thuận duyên đó, nó lừa chúng ta dần dần đó, nó đưa chúng ta vào chồng. Đó chính là chúng ta cứ mong nhìn thấy Phật, tụng kinh, bắt đầu vào tụng kinh lại cứ mong nhìn thấy Phật để phóng quang minh, hoặc là chư thiên giải hương thơm vân vân, giải hoa thơm vân vân để cúng giảng chúng ta vân vân chẳng hạn. Và chúng ta mong riết mong hoài, một ngày nào đó chúng ta thấy chúng ta vui mừng, rồi chúng ta vui mừng rồi chúng ta lại tiếp tục mong thấy nữa, cứ bắt đầu vào đọc kinh một cái chúng ta lại mong được thấy cảnh giới đó, và cảnh giới lần thứ nhất có thể là thật, cảnh giới lần thứ hai thứ ba trở đi là giả đấy. Chính là thiên ma ba tuần thì thị hiện thần thông của họ đến để lừa gạt chúng ta và đưa chúng ta vào chồng đó. Đó, cho nên cái đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm và cần phải suy nghĩ cho thật kỹ.